Vâng, xin chào các bạn, kênh xe đạp. Và là em giới thiệu với một mẫu xe đua lần đầu tiên về bên em, màu dòng xe đua của Fuji. Rất nhiều các bác thường hỏi em về thương hiệu Nhật, thì hôm nay em về được một chiếc Fuji thương hiệu Nhật mới về bên em đây, model Finesse 2.0. Các bác phải lên trên mạng để tham khảo thêm về cái mẫu Finesse dòng Road Đua 2.0, xe khung nhôm cả carbon. Vâng, và bây giờ xin mời anh hãy tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, nhắc đến thương hiệu Nhật thì các bác không thể còn gì xa lạ với những thương hiệu dòng Fuji. Đấy. Biểu tượng của núi Phú Sĩ đây. Của dòng thương hiệu xe đạp dòng Road cuộc bên em mới về. Fuji Finesse 2.0 model khung nhôm. Xe mình đã tổng thể mới trên tầm 90%. Xe còn rất là đẹp các bác nhá. Xe có màu tím xám, nước sơn cũng rất là đẹp. Nếu bác hỏi em về dòng xe Nhật, thương hiệu Nhật thì hôm nay em về một chiếc đây của Fuji, model Finesse 2.0, khung nhôm cũng nhé. Bên dưới khung xe thì về nguyên bản nó có cái lực trước người chủ cũ đi, có chống va đập xích bên dưới bằng nhựa. Tem đỏ và nguyên bản theo xe. Rất nhiều các bác hỏi em về cái dòng xe thương hiệu Nhật Fuji thì mang về một chiếc đây, khung nhôm càng carbon, nguyên group Sora, cổ phút ghi đông chính hãng của Montager, thương hiệu Mỹ đây. Montager, cổ phút ghi đông của Montager, làm được kim nhôm 7075T6, hợp kim nhẹ hơn hợp kim nhôm 6061, rất là cao cấp. Tay cuốn màu da cam rất là nổi bật trên cái tông màu của xe. Tay lắc Shimano Sora bên tay phải em trang bị với 8 tầng lip Shimano Sora. Bên trái em là 2 tầng đĩa chính hãng của Shimano, cũng là của Sora, nguyên bản theo xe. Xe được trang bị với càng carbon FC990, chính hãng của Fuji luôn, càng carbon Fuji. Và xe rất là cao cấp, trang bị với cặp vành chính hãng của Shimano R550, trang bị vành 24 lan. Đây, cắm lá hẹ, cắm dẹp đây, là cao cấp vành Shimano đầu 50 cũng nhé, các bạn trên mạng để tham khảo lên với cặp vành của Shimano, vành 24 lan cắm lá hẹ, trang bị với cặp lốp chính hãng của Michelin. Nếu biết thì những dòng xe sản xuất lốp xe ô tô, xe máy, lốp cao cấp của dòng xe đạp thì có dòng thương hiệu của Michelin rất là cao cấp đây, Michelin đây, nguyên bản chính hãng theo xe. Lốp trọng, mẫu xe thương hiệu Nhật Fuji bên em mới về. Cọc yên của Chu Cavati, chính hãng của dòng thương hiệu Mỹ chuyên sản xuất linh phụ kiện xe đạp. Và xe được sử dụng với cái bộ yên xe của San Marco của Ý đây, rất là cao cấp. Thì xe nó về nguyên bản theo xe, yên da hơi bị chút cái sần gai ở đằng phía trước nhưng mà vẫn còn sử dụng rất là tốt các nhá. Yên của San Marco, yên của hiệu Ý, rất là cao cấp, được người chủ cũ nâng cấp thêm với cái bộ khung xe của dòng Fuji, rất là cổ điển các nhá. Đùi đĩa Gloria, đùi đĩa nhôm trắng còn rất là mới. Đặt đĩa của Shimano Sora, đằng sau sử dụng với cặp Meyer chính hãng của Shimano R550. Meyer vành 24 lan, rất là cao cấp, vành nhôm 2 lớp, chính hãng của Shimano RS R550, rất là cao cấp, các bạn có thể cho bạn hỏi thêm.
Và cặp lốp đằng sau sử dụng cặp lốp Michelin. Lốp Michelin Lithium.2. Đầy đủ tem mác tất cả trên bộ khung xe, cấu hình xe. Củ đà Shimano Sora. Trang bị 8 tầng lip thì trong quá trình sử dụng cũ theo thời gian thì có mất cái chữ soda ở đây rồi con nhá. Nguyên một group soda 8 tầng lip. 8 tầng lip chính hãng, nguyên bản theo xe. Sử dụng phanh 3 mảnh. Chính hãng của dòng xe đồng rốt, nguyên bản theo xe. Đây là một thương hiệu dòng thương hiệu Nhật của dòng Fury Model Finet 2.0. Các bác lên trên mạng tham khảo thêm về cái dòng Finet này. Em không nhớ tìm hiểu cái dòng Finet 2.0 này, nhớ không nhập thì nó rơi khoảng tầm 900, hơn 900 đô, khoảng tầm 20 triệu. Nó chưa chi phí vận chuyển về đây. Và bây giờ em xin quay quá trình hoạt động của xe. Vâng, cái suốt đằng sau của xe cũng là hai bên đằng trước và sau đều là chính hãng của Shimano các bác nhé, kèm theo mai ơi của xe luôn, chính hãng của Shimano. Rồi là những chi tiết hoạt động của xe. Trang bị 8 tầng lip chính hãng của Shimano Sora, thương hiệu Fuji của Nhật. Lên lip đây, lên lip vẫn là trông phù mật mà các bác nhé. Bùi đĩa Gorilla, 2 tầng đĩa, súng đĩa, bùi đĩa nhôm. Lên đĩa, gạt đĩa của Sora. Rất là mượt. Đây là một mẫu xe đồng rốt của bên em mới về. Có thông số là size 44. Thì hợp các bạn dùng M6 đến trên đến một tầm M7. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Fuji thương hiệu Nhật, model Finet 2.0, trang bị full group Shimano Sora, càng carbon chính hãng của Fuji, yên macro của Ý. Và xe giá rất tốt bên em là 8 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bác là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Còn hẹn các bác vào chương ngày mai.